có thêm cái mới tới nữa rồi nè. Thì ở đây nếu mà chúng ta ngồi khoảng 1 tiếng đồng hồ, trung bình chắc có khoảng chừng 5 đến 7 cái quan tài được chở đến đây thiêu. Chào quý cô chú anh chị các bạn. Lúc này thì mình đang có mặt tại trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa. Hôm nay có dịp đến đây thì mình sẽ trải nghiệm thử một buổi để cho cô chú anh chị mình cùng xem một thời gian ngắn thôi thì có khoảng bao nhiêu cái quan tài được chở đến đây để mà hỏa thiêu. Thì mình mới vô khoảng 2 phút mình chưa ngồi xuống ổn định nữa thì bây giờ có một cái tới rồi nè. Đó. Thì cái này là không biết cụ ông hay là cụ bà hay là người nào. Chút xíu nữa mình sẽ trực tiếp đi vào bên trong để mà tham dự một cái đám tang này luôn, để coi cái hình thức của họ cũng như là cái tục lệ của họ làm như thế nào ha cô chú anh chị. Đó, thì vào đang chuẩn bị, đầu tiên đang chuẩn bị xuống đưa vào lò thiêu. Đây là lò hỏa táng Bình Hưng Hòa nè, toàn cảnh ở trong nè. Đó. Một ngày ở đây nếu mà tốt ngày đó thì cô chú anh chị em mình đếm không biết bao nhiêu là cái quan tài. Không biết bao nhiêu cái quan tài được chở đến để mà hỏa táng. Tại vì ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là chỉ có một cái trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa là nổi tiếng nhất thôi. Cho nên tất cả mọi nơi, mọi quận huyện đều tập trung về đây. Bên cạnh đó là còn những cái tỉnh lân cận như là Bình Dương, rồi Tây Ninh cũng có, Đồng Nai thậm chí là cũng có, cũng như là ở Long An, rồi những cái huyện lân cận đó thì được tập trung ở đây rất là nhiều. Bây giờ đầu tì đang chuẩn bị xuống ha. Chuẩn bị đang xuống một cái quan tài. Đây là dịch vụ của mấy anh đội chống kèn, đám tang. Chuẩn bị bắt đầu thổi. Hiện tại trong nhà hoàng này có 3 phòng, phòng nào cũng có quan tài đang làm lễ hết. Đây bên cạnh đây thì cũng có một cái nữa nè, 2 phòng cặp bên luôn. Bên đây là của người Hoa, bên kia là của người Việt. Thì phòng nào cũng đang làm thủ tục tang lễ hết. Bên đây thì mình thấy đông hơn bên kia. Thì trong nhà hoàng này có mỗi phòng là đều có một cái bàn thờ riêng. Ai theo tín ngưỡng tôn giáo nào thì mình cứ vào cái phòng đó để mà làm thủ tục tang lễ theo nghi thức của tôn giáo của mình, chẳng hạn như là đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Phật. Còn ở đây có một cái trường hợp rất là đặc biệt, rất là cảm động. Mình có hỏi người thân ở trong cái phòng này thì được người nhà chia sẻ là trường hợp của bé này là mới có 4 tháng thôi. Bé này tức là hai đứa sinh đôi thì bé đã mất trước một đứa rồi, còn lại đứa này cũng chăm sóc, cố gắng chăm sóc,
để mà cứu bé, nhưng mà sau 4 tháng thì bé cũng không qua khỏi, bé đi luôn, bé mất luôn. Cho nên là thấy người nhà thật sự mình rất là xúc động. Bé này tên là Lương Minh Phúc, thì bé này với lại bé kia hai đứa sinh đôi. Bé kia thì sinh ra không bao lâu thì mất, còn bé này thì 4 tháng ha, 4 tháng sau thì mất. Nhìn cái quan tài nhỏ xíu à, nhìn thấy thương quá. Người nhà rất là xúc động, rồi khóc, rồi mình đứng đó mình chịu cũng không nổi luôn cô chú anh chị. Thật sự rất là cảm động, rất là xúc động. Ở đây thì cũng có một cái phòng cặp bên nữa, thì cũng đang làm thủ tục. Khi mà sư thầy tụng kinh xong rồi thì cho một nhân viên hay, anh vào anh bắt đầu bấm nút đưa cái quan tài này xuống dưới hầm, để tất cả các nhân viên ở dưới người ta làm nhiệm vụ của họ. Thì ở đây là dịch vụ của các anh phục vụ 24/24 suốt luôn. Cho nên là dịch vụ mai táng ở trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa thì mọi thứ nó rất là hiện đại. Đó. Anh chỉ cần bấm nút một cái thôi thì cái băng tải này, thang máy này nó sẽ tự chạy xuống. Còn bên đây cũng là một cái nữa nè. Bên đây cũng một cái nữa, cũng đang chuẩn bị đưa xuống luôn. Thì 4 phòng, 3 phòng, hầu như là phòng nào cũng có hết. Phòng nào cũng đang làm thủ tục này, chuẩn bị đưa xuống hầm hết. Thì ở đây nếu mà cô chú anh chị em ngồi khoảng 1 tiếng đồng hồ thôi, nếu mà cái ngày tốt đó thì không biết bao nhiêu ha. Ngày thường là đó là nhiều rồi, còn ngày tốt nữa thì không biết là bao nhiêu. Thì lúc này cái quan tài đã được bấm nút đưa xuống bên hầm, hầm dưới, hầm thiêu. Thì có nhân viên ở dưới người ta sẽ đẩy vào ha, cũng như là sắp hàng rồi chờ tới lượt. Còn cái phun khói này mình không biết là không biết là xịt khuẩn hay là như thế nào, hay là người ta tạo khói hay là như thế nào đó, nhìn cũng khá là ấn tượng. Dịch vụ ở đây thì mọi thứ rất là hiện đại, không phải như là những lò thiêu từ thiện ở miền Tây cô chú anh chị mình đã từng xem qua hậu quay đó. Thì dịch vụ ở đây hoàn toàn khác. Dịch vụ ở đây là dịch vụ tốn tiền rất là nhiều, cho nên là mọi thứ nó phải ok hơn. Thì cái này đã được đưa xuống ha. Thì cái phòng kế bên cũng chuẩn bị đưa xuống luôn. Thì ở đây liên tục. Thì lúc này bên phòng này cũng là đang đưa bé trai này xuống nè. Người nhà khóc quá trời luôn. Mình xem cái cảnh này mình thấy mình còn chịu không nổi cô chú anh chị. Thật sự rất là thương tâm. Khoảng thời gian khoảng 10 phút 20 phút lại có tiếp tục thêm một cái nữa, một quan tài đã được chở đến nữa nghe cô chú anh chị. Cái này cũng chưa biết ông hay là bà như thế nào, mời cả nhà mình chúng ta cùng xem tiếp ha. Cái này ông hay là bà vậy?
Cái này ông hay là bà? Ông. Nhiều tuổi đây chú, nhiều tuổi hả? Cái này ở quê quận mấy? Nhộn nhịp tiếng kèn trống đám ma suốt ngày luôn chú chị, suốt cả ngày lắng đêm. Sau vài phút cái kia vô thì lại có một cái mới tới nữa nè cô chú chị, lại có thêm cái mới tới nữa nè. Thì ở đây nếu mà chúng ta ngồi khoảng một tiếng đồng hồ, trung bình chắc có khoảng chừng 5 đến 7 cái quan tài được chở đến đây thiêu. Đây là một cái lò hỏa táng ở trung tâm Bình Hưng Hòa, nổi tiếng nhất ở miền Nam mình luôn, lớn nhất ở miền Nam mình luôn. Ở đây đón nhận một ngày không biết bao nhiêu những cái thi thể, những cái quan tài được đến đây. Đây là chiếc xe kia chưa ra thì tới chiếc xe này tới ha. Mình cùng xem ha. Đó là ông hay là bà đây? Cùng xem thử coi đây là đám tang của một cụ ông hay là cụ bà, nó như thế nào ha. Này chắc người Hoa là chắc hả? Ngày thì ở đây không biết bao nhiêu người Hoa thì ở trên trên trán để tang có một cái đặc điểm riêng, chấm là dâu có gãy hay là gái nữ gì đó mình không biết, có một cái đặc điểm. Sau 20 phút mình ngồi đây cũng như là trải nghiệm thử xem có bao nhiêu cái quan tài được chở đến đây hỏa táng, thì cuối cùng là cũng khoảng 4 cái vậy đó. Hôm qua xin làm cảm ơn tất cả mọi người ha, đã dành thời gian của mình để xem clip này.